Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin vui mừng gửi lời chào tới tất cả các bác. Mời các bác hãy quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm điện tử Hạnh Phương. Trong ngày hôm nay thì lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu, cũng như trong video này các bác lại có cơ hội được sưu tầm những đôi loa với giá cực kỳ hợp lý, mà thậm chí không muốn nói là rẻ nhất quả lớp hiện nay. Trước mắt các bác thì Hạnh Phương đang trưng bày và giới thiệu các bác một loạt những đôi loa Mỹ rất là cao cấp. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến gần đến đôi loa với thiết kế một bát 40, mà em vẫn đánh giá với các bác là nếu về loa JBL mà dưới 20 triệu thì đây là mẫu loa mà có cái hình thức cũng như là cái chất lượng hay nhất hiện nay. Đó là dòng loa JBL TR125 các bác nhá. TR125. Thùng vỏ gỗ được bọc ra rất là cẩn thận và rất là đẹp mắt. Những đôi loa như thế này các bác chơi gia đình nó vừa sang, vừa rẻ tiền và vừa hay các bác. Đôi loa này thì nó thiên sâu về giải lời và giải chép, cho nên là tiếng của nó rất là bay tiếng và rất là hay các bác. Bát 40 thì các bác có thể chơi được không gian từ 10m2 cho đến tầm khoảng độ 50m2 là chúng ta chơi thoải mái với cặp loa này. Nếu để hay thì chúng ta có thể ghép thêm một quả súp bát 40 nữa là ngon luôn các bác nhá. Các bác nhìn hôm nay về được hai đôi loa đẹp như mới luôn các bác này. Chưa vệ sinh một chút nào nhưng mà rất là đẹp. Đấy. Thùng vỏ gỗ được bọc ra, sản xuất lắp ráp tại Mỹ. Riêng model này thì không sản xuất ở nước thứ hai, chỉ có sản xuất tại Mỹ thôi các bác. Made in USA. Với những cặp loa này thì hôm nay em bán với giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn nha các bác nhá. Đây này, con này em tháo ra để cho bác xem này. Bát của nó đây này, sản xuất tại Mỹ này, chép cũng sản xuất tại Mỹ luôn các bác. Với đôi này hiện tại đang có giá rơi vào ngày hôm nay là giá 15 triệu. Bán nhanh cho các bác giá tại cửa hàng. Giá ship cho đôi loa này sẽ là 15.500.000. Hàng bao zin tuyệt đối các bác nhá, bao zin tuyệt đối. Riêng về loa Mỹ của anh Phương thì các bác cứ yên tâm là mua loa là mua đúng chất loa Mỹ, chứ không phải mua xác loa Mỹ. Các bác mua loa Mỹ thì đừng có tham rẻ 1-2-3 triệu. Đấy, 1-2-3 triệu nó là cả một vấn đề về âm sắc. Chúng ta muốn mua đôi loa Mỹ để cho nó hay đúng không? Muốn đôi loa Mỹ để cho nó đẳng cấp. Nó đẳng cấp thì nó phải hay thì nó mới đẳng cấp được. Chứ còn nếu mà bây giờ mua một đôi loa Mỹ mà nó không hay nữa thì người ta lại cười cho là chơi loa Mỹ không cả bằng loa Trung Quốc. Đấy. Cho nên là muốn có điều được cái điều hay đấy, các bác phải mua được loa zin. Mà mua ở đâu thì phải đến trung tâm điện tử Hạnh Phương, các bác sẽ mua được loa zin và loa đẹp luôn các bác nhá. Loa tuyển chọn kỹ và giá thành thì cực kỳ hợp lý. Và đi sâu vào bên trong này, chúng ta sẽ có một đôi loa B3 X12i. X12i thì đôi này thì chúng ta sẽ thấy rằng là trên thị trường thì làm mưa làm gió với những dòng loa bãi. Đấy, nhưng mà đối với nhà em thì X12i thì nó lại không phải là chiến lược của em. Và nó cũng gần như là nó chỉ là hàng bán giao lưu để phát triển kênh. Cho nên là cứ hàng mà V3X12i em nhập về em toàn bán rẻ cho các bác thôi. Bán bằng giá nhập, thậm chí em còn bán dưới giá nhập của anh em hiện tại bây giờ. Với đôi loa như này thị trường đang bán rơi vào tầm khoảng độ 16 triệu đến 16 triệu rưỡi. 15 triệu là rẻ, nhưng mà nhà em bán bao nhiêu? Nhà em bán cho các bác 12 triệu rưỡi các bác nhá. 12 triệu rưỡi. Xin phép các bác là xin phép tất cả anh em bán loa B3 này, em xin phép là em bán riêng đôi này là 12 triệu rưỡi. X12i. Hàng zin nguyên bản 100%. Đấy. Nó rẻ thì em nhập về em bán vui cho các bác thôi. Đấy, 12.500.000 đồng. Giá này giá không tưởng luôn. Như vậy thấy các bác thấy không? Nếu như các bác mà đăng ký kênh của anh Phương, các bác mà đang tìm loa B3 thì rõ ràng các bác mua được rẻ tới 4 triệu đồng cặp loa. Không phải là ít tiền mà nó là cả một vấn đề luôn các bác. Hàng em bao zin không bao zin em trả hàng luôn. Đấy. Zin tuyệt đối, bởi vì riêng B3 thì nó không bao giờ nó hỏng cả. Đấy, chơi bền bỉ, chơi lì đòn. Đấy, cho nên là các bác lưu ý cho em là hôm nay bán 12 triệu rưỡi cặp loa này, bác nào chốt thì alo cho em nhé. Và bên này chúng ta sẽ có một cặp loa nữa, đó là cặp loa đời cao của Mỹ. Cặp loa 4 số có hai cái gọi là cái tai voi rất là đẹp này. Con này nó cộng hưởng vào đây có những cái tiếng xì xẹt lốc cốc mà những đôi loa khác không bao giờ có được cái âm sắc đó. Chính là dòng 4722A. 4722A. Các bác nhìn cho em tổng thể loa khá là đẹp. Loa đã qua sử dụng.
sản xuất lắp ráp tại Mỹ. Với đôi này thì hiện tại đang có giá rất ngon các bác ơi, rất ngon nhá. Đôi này ngày hôm nay sẽ bán giao lưu các bác. Hàng đầu tiên là yêu cầu là bao zin bao chuẩn nhé các bác nhá. Zin chuẩn 100%. Giá thành bình thường em đang bán với giá 28 triệu đồng cho cặp loa này. Và ngày hôm nay sẽ bán nhanh cho các bác với giá 24 triệu 500 ngàn đồng. Giá này không mặc cả và không bao ship các bác nhá. Em nói luôn là không mặc cả và không bao ship. Hàng các bác nhìn nó mượt như mới. Đấy. Đôi loa này thì nó thiết kế với một bát 30 từ 22 con 100 cho nên con này không cần đánh súc đã hay rồi. Còn cái chép của con này thì cực kỳ phê, bởi vì là nó hay hơn những dòng khác ở cái chỗ là nó có các phễu tay voi này. Tiếng rất hay. Côn của nó là côn 44, côn to luôn các bác. Em bật thử các bác cùng nghe cái đôi này nha. Bốn số thì nó tiếng nó rất là chắc. Bây giờ em cắm sang B3 các bác nghe nhá. Đây là loa của B3. Nếu để nói về loa bãi thì B3 nó cũng là cái thuộc top trên của dòng loa bãi của Trung Quốc. Bền bỉ, thiết kế đẹp và chất âm cũng rất là tốt. Chắc nó thua là thua loa Mỹ thôi. Bác nào thích ăn chắc mặc bền, mua giá rẻ thì mua đây. Bây giờ em cắm sang cặp thứ 3, đó là cặp TR125. Để các bác cảm nhận xem là khi mà chơi loa Mỹ nó đẳng cấp như thế nào. Đây là TR125 này. Đây là TR125. Khi mà chuyển sang loa Mỹ thì bao giờ chúng ta cũng có một cái cảm nhận là cái độ sạch tiếng, cái lời ca nó rõ ràng. Tiếng nó sạch sẽ và cái giải trung âm nó nổi bật luôn các bác. B3 thì cái giải trung âm thì nó chìm hơn so với dòng loa Mỹ. Nhưng mà B3 này có ưu điểm là cái độ bền bỉ, cái độ lì đòn thì B3 nó lại hơn loa Mỹ. Chúng ta sẽ test sang cái cặp thứ tư, cặp thứ năm, đó là cặp này là cặp gì nhỉ? Cặp này nó là cặp PV SP2. Đấy. Con này thì đẳng cấp luôn. Tiếng bass nó chắc lịch, thùng sâu. Nếu để nói rằng là PV thì nó vẫn là đỉnh cao trong cái tầm giá này. PV SP2, hàng đã được vệ sinh sạch sẽ. Với mức đầu tư của cặp này nó hiện tại đang chỉ có rơi vào bao nhiêu? Đôi này hiện tại đang rơi có 17 triệu 500 ngàn đồng tại cửa hàng. Thay vì các bác phải bỏ ra số tiền 22 triệu 25 triệu như trước đây thì chúng ta chỉ bỏ ra 17 triệu 500, chúng ta có một đôi PV cực kỳ đẹp. Còn nguyên cả tem cờ luôn. Còn khi các bác có tiền đầu tư mà nâng cấp cao hơn nữa thì mời các bác hãy chơi cái cặp loa này cho em. Đó là cặp loa 6215, sạc 95, sạc 64. Đôi này thì mỹ mãn luôn. 6215, sạc 64.
Đôi này thì thiết kế 11 bát neo, côn 76, bát từ 22, coi 100, đời 4 số. Không điện trở. Con này thì thủ của nó thiên về chiều sâu. Nó là đàn anh của dòng 715, đàn anh của 515925, đàn anh của dòng 815. Để gọi là so sánh một cách trực diện, đánh giữa cặp loa 115 à 715 với lại cặp loa 6215 này thì 6215 tiếng nó sáng hơn và nó rõ nét hơn rất nhiều, hay hơn nhiều các bác. Giá thành thì cặp loa này thì em cũng bán xem với 715 thôi các bác, rơi vào hơn 40 triệu cặp này. Cặp này nếu mà các bác mua bình thường nó cũng khá cao đấy các bác. Trước đây em bán cặp này toàn 54-58 triệu thôi. Bây giờ cứ bán rẻ cho nhanh. Hàng bao zin tuyệt đối các bác nhá. 6215. Bây giờ mua đôi loa này rẻ cả chục triệu luôn các bác. Rẻ cả chục triệu luôn. Đầu tư alo cho em các bác nhá. Hiện tại thì nhà em đang có rất nhiều hàng để giao lưu các bác. Số máy của em là 0971985555. Với quan điểm của anh Phương là bán hàng bao zin tuyệt đối và cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, còn giá thành thì không ngại công khai và chắc chắn rằng em sẽ bao cả giá luôn các bác. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.